Đội tuyển U23 Việt Nam đón nhận thông tin vui từ chấn thương của Quang Hải. Huấn luyện viên Park Hang-seo bật mí về sơ đồ chiến thuật sẽ áp dụng tại vòng chung kết U23 châu Á. Công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 12, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao Việt Nam trên bóng đá TV và thể thao TV. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đông Dương vừa trải qua ngày lạnh nhất kể từ khi U23 Việt Nam đặt chân tới. Nhưng thời tiết dù có khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa thì buổi tập của các trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải diễn ra theo đúng kế hoạch. Và mặc dù nhiệt độ tại Đông Dương mang đến thử thách cho toàn đội, nhưng chắc chắn tin vui về đội tuyển sẽ phần nào giúp cho người hâm mộ cảm thấy vững tin hơn. Một ngày sau trận đấu tập với các sinh viên Đại học Giang Nam, U23 Việt Nam chia thành hai nhóm. Một nhóm là những người đá chính và ra sân nhiều trong trận đấu tập với Giang Nam, và số còn lại là những người không thi đấu trong trận đấu vào ngày 18 tháng 12. Thật may là sau trận đấu tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc thì U23 Việt Nam không có bất cứ một ca chấn thương nào. Toàn đội vẫn đang có được một thể trạng tốt nhất. Với những người không thi đấu trong trận đấu gặp Đông Nam, họ được chia ra một khu vực và tập chuyền bóng xung quanh các bắc cơ dưới sự hướng dẫn của các trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng, Thanh Thịnh. Những ca chấn thương của U23 Việt Nam cũng đang có được những tiến triển rất tốt. Đó là cập nhật từ bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam. Hơn 3 tuần nữa giải đấu sẽ diễn ra và nhiều khả năng thì U23 Việt Nam có thể sẽ có được những quân số tốt nhất như Quang Hải, như Đình Trọng, và thậm chí là họ cũng sẽ có được một phong độ tốt nhất như những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến Quang Hải hay Đình Trọng thi đấu trước đây. Duy Anh, Huy Vượng, phóng viên của Bóng đá TV tác nghiệp tại Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi buổi tập sáng ngày 19 diễn ra thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành cho phóng viên của Bóng đá TV một cuộc trò chuyện. Đây cũng là buổi chia sẻ duy nhất trong thời gian đội U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc. Rất cởi mở, nhà cầm quân này đã trả lời thẳng vào mọi vấn đề mà chúng tôi đề cập tới, ngay cả câu hỏi về chiến thuật mà ông đang xây dựng. Tại sao ông lại chọn Hàn Quốc làm địa điểm tập huấn? Ở đây lạnh hơn nhiều so với Thái Lan, một quốc gia có nhiệt độ cao. Sau SEA Games, đội có nhiều tuyển thủ bị chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết như ở Thái Lan, nhưng không thấy. Tôi muốn những nơi có cơ sở vật chất thực sự tốt để giúp các học trò có được điều kiện phục hồi nhanh chóng. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội sẽ về thành phố Hồ Chí Minh rồi sang Thái Lan thật sớm. 3 tuần trước giải tôi nghĩ là đủ cho đội làm quen với thời tiết ở Thái Lan. Ở Hàn Quốc, thời tiết lạnh hơn Hà Nội, nhưng bạn thấy đấy, ban ngày khi chúng tôi tập, trời nắng ấm. Hơn nữa khí hậu ở đây rất tốt, bữa ăn của cầu thủ có nhiều món hải sản. Chỉ có một chút vấn đề nhỏ là người dân tại đây yêu mến đội quá, đôi khi làm chúng tôi mất tập trung. Ông có thể giải thích rõ hơn về mục tiêu vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á khi mà chúng ta đang là đương kim Á quân? Là đội Á quân, chúng ta được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Nhưng trong bảng đấu có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Họ đều là các đối thủ có sự phát triển giống như Việt Nam. Tôi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, mục tiêu cho trận đầu tiên gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trước khi nghĩ đến những điều xa hơn. Tại SEA Games, sơ đồ 3-4-3 bị các đối thủ bắt bài. Sau đó, ông chuyển sang 3-5-2 và đạt hiệu quả. Vậy, chiến thuật nào ông sẽ áp dụng tại giải đấu tới đây? 3-4-3 là sơ đồ mà tôi áp dụng cho tất cả các đội tuyển, không riêng gì U22. Có lúc tôi chuyển sang 3-5-2 và cả 4-4-2. Nhưng dù có là đội hình nào, thì đó cũng chỉ là các con số. Điều quan trọng là đối thủ của chúng ta như thế nào, điều kiện con người chúng ta có ra sao. Do đó tôi sẽ quyết định áp dụng sơ đồ chiến thuật cho từng trận và hoàn cảnh cụ thể. Nhiều tuyển thủ U23 hiện tại là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Sau SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á, rồi lại đến vòng loại World Cup 2022. Vậy ông đã có kế hoạch như thế nào để sử dụng họ?
Nhiều người hiện tại là trụ cột của các đội tuyển quốc gia. Không những vậy, họ còn là thành viên của các câu lạc bộ tại V-League. Trước khi sang Hàn Quốc, tôi đã có buổi làm việc với VFF để bàn về kế hoạch cho V-League 2020. Thực sự thì lịch thi đấu rất dày với nhiều trận đấu. Mình tôi không thể quyết định. Do đó tôi có kế hoạch sẽ làm việc với VFF, đại diện các câu lạc bộ, VPF để nói về điều này. 2020 là năm rất bận rộn cho các cầu thủ, từ AFC Cup, Cúp Quốc gia và những trận đấu quốc tế cấp đội tuyển. Xin cảm ơn ông. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia bóng đá nam tháng 12 năm 2019. Và trên bảng xếp hạng này thì đội tuyển của chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Trên bảng xếp hạng ở tháng cuối cùng của năm 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì được vị trí 94 thế giới với 1.258 điểm, thứ 14 châu Á và số 1 khu vực Đông Nam Á. Vị trí số 2 khu vực thuộc về Thái Lan với thứ hạng 113 thế giới, tiếp đến là Philippines ở vị trí 124 thế giới. Dẫn đầu châu Á là đội tuyển Nhật Bản, trong khi vị trí số 1 thế giới tiếp tục thuộc về đội tuyển Bỉ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm cách đàm phán với câu lạc bộ Heerenveen để hậu vệ cánh trái 20 tuổi được tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Trong bối cảnh Thanh Thịnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và những giải pháp khác như Tấn Tài hay Thiện Đức đều chưa thực sự cho thấy sự thuyết phục. Dẫu vậy, mong muốn này của thầy Park sẽ không dễ trở thành hiện thực trong bối cảnh câu lạc bộ Heerenveen cho thấy họ cần văn hậu chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn sau của mùa giải. Đây là một trong những điều được huấn luyện viên Johnny Jansen của Heerenveen chia sẻ ở buổi họp báo sau trận ra mắt của văn hậu trong bộ áo câu lạc bộ Hà Lan hôm 17 tháng 12 vừa qua. Hậu vệ của Việt Nam đã rời đội trong 6 tuần để về thi đấu tại SEA Games 30. Vì thế, đây là lúc anh cần tập trung cho chặng đường trước mắt và sẵn sàng cho cơ hội ra sân vào nửa sau của mùa giải, theo lời của vị chiến lược gia 44 tuổi này. Sau khi huấn luyện viên Bert van Marwijk bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào đầu tháng 12, hiện một trong số những cái tên được đưa vào danh sách ứng viên thay thế là huấn luyện viên đội tuyển U23 nước này, ông Maciej Skoza. Tuy nhiên, việc đưa vị chiến lược gia người Ba Lan vào danh sách ở thời điểm hiện tại vấp phải nhiều phản ứng của dư luận nước này, khi những ý kiến phân tích cho rằng điều đó có thể làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của huấn luyện viên Maciej Skoza trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Ở giải đấu này, U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong các đối thủ ở bảng D của U23 Việt Nam. Các bạn thân mến, Quang Hải thì đang cùng các đồng đội ở đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, những thông tin chuyển nhượng của cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á vẫn rất được quan tâm. Khi mà mới đây thì câu lạc bộ Consadole Sapporo của Nhật Bản đã gửi lời đề nghị muốn có chữ ký của Quang Hải. Theo chia sẻ của lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đội bóng này đã nhận được đề nghị chuyển nhượng từ phía câu lạc bộ của Nhật Bản Consadole Sapporo về việc chiêu mộ tiền vệ Quang Hải. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1997 đã từ chối với lý do muốn tiếp tục được cống hiến cho đội bóng thủ đô. Với lựa chọn này, Quang Hải sẽ được câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới. Bên cạnh Quang Hải, nhà đương kim vô địch V-League mới đây đã giữ chân thành công hai trụ cột là Đức Huy và đội trưởng Văn Quyết với những bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trước đó, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng đã thông báo về việc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ Văn Dũng, Tiến Thành và Minh Long. Tuy nhiên, trước mùa giải 2020, đội chủ sân hàng đấy cũng có những chuyển biến về lực lượng khi nói lời chia tay với tiền đạo Oseni sau 2 năm gắn bó. Trong khi đó, tiền vệ lão tướng Lê Tấn Tài khó có thể gia nhập Sana Khánh Hòa biển Việt Nam do gặp một số vướng mắc với đơn vị tài trợ. Trước đây, trong quãng đầu sự nghiệp, Tấn Tài từng thi đấu cho câu lạc bộ Khánh Hòa trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2012. Hiện tại, cựu tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã hết hợp đồng với BKMX Bình Dương. Ở một diễn biến khác, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú mới đây đã tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thử việc. Được biết, trung vệ 36 tuổi đã tập cùng đội chủ sân Thống Nhất kể từ ngày 18 tháng 12. Ở mùa giải trước, dù đã lớn tuổi nhưng Văn Phú vẫn là trụ cột và là người mang băng đội trưởng của Dược Nam Hà Nam Định. Kết thúc mùa giải 2019, câu lạc bộ Viettel xếp thứ 6 trên tổng số 14 câu lạc bộ tham dự V-League. Đây là thành tích ngoài mong đợi của Viettel trong năm đầu tiên mà họ thăng hạng lên chơi V-League. Tuy nhiên, với đội bóng quân đội thì chừng đó vẫn là chưa đủ cho tham vọng của mình.
Câu lạc bộ Viettel đã tỏ rõ tham vọng của mình ở mùa giải 2020 khi vị trí thuyền trưởng của đội bóng quân đội được trao cho người rất giàu kinh nghiệm tại V-League là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, người từng trưởng thành từ bóng đá thể công. Trở về mái nhà xưa, vị chiến lược gia người Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp Viettel lấy lại ánh hào quang của đội bóng quân đội năm nào. Và ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có những tính toán về lực lượng, đội hình để chuẩn bị cho một Viettel hoàn toàn mới ở mùa giải 2020. Nữa là trong cái thời gian vừa qua khi tôi chuẩn bị đội bóng thì thật sự ra tôi bắt đầu kiểm tra lại những các cầu thủ mà cho các đội bóng khác mượn mùa giải trước cũng như là các cầu thủ ở U21 để đôn lên để tập luyện, để tôi và ban luyện sẽ phải ngồi lại để chúng tôi chọn ra được những cầu thủ để đáp ứng được để tiêu chí để thi đấu được cái V-League năm 2020. Bên cạnh việc đôn lên đội một các cầu thủ trẻ, câu lạc bộ Viettel còn gây chú ý khi mang về bộ đôi từ Sông Lam Nghệ An là thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc. Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc và có kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Sự bổ sung này hứa hẹn sẽ giúp Viettel gia tăng đáng kể sức mạnh ở mùa giải tới. Đây là một sự bổ sung rất là tốt cho Viettel ở cái mùa giải này. Thủ vì Nguyên Mạnh là thủ môn của họ, là cầu thủ đã khẳng định được cái tài năng của cậu ta ở V-League cũng như trong câu bộ Sông Lam Nghệ An, và Khắc Ngọc cũng thế. Đây là một mẫu tiền vệ coi như là có cái kinh nghiệm cũng như khả năng như là kiểm soát bóng và điều tiết trận đấu cũng như là khả năng sút xa hoặc đá phạt rất là tốt. Đây là cái điều mà bổ sung rất đáng coi như là mừng cho Viettel ở câu bộ. Theo khả năng vào đầu năm 2020, câu lạc bộ Viettel sẽ tổ chức giải Viettel mở rộng. Đây là cơ hội rất tốt để huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thể đưa ra những cái nhìn chính xác nhất về lực lượng.